hát. Nhạc hát quá đã luôn rồi. Quá. Cả nhà nha. Nó đi một cái ngắt nha. Đây ngồi với ông anh. Này ông anh mình nha, anh ruột. Hai anh em. Đầu mùa kiếm con cho cả nhà ơi. Hai người nói vậy? Bỏ cái lá lên. Nãy ông đặt là ông chỉ bên kia có mấy heo hồi tiểu quảnh. Cái vỏ nó bê nó tấp vô. Nói gì có đụng hang này cũng có cá. Không sợ không đụng hang thôi. Ông đi trong tôi, ông đi ngoài tôi đi trong rồi văng ngang về rồi cắt cú. Có không khi nào xảy được. Ui, tập ngoài đi. Rồi. Cái vỏ đó, cái vỏ đó. Mẹ. Đây này. Đó. Lụm cây. À, lụm mà, lụm cái gì đó. Lụm đó, lụm. Lụm là lụm cái phao trắng nè. Vô lại. Lụm một cái ơi. Thục nữa không, thục nữa không? Dính rồi chắc. Vô phao giật 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 giật. Ồ go go go. Quá. Wow. Hát quá đã luôn rồi. Quá. Wow.
Trời trời trời, chút xíu nữa tiêu mình. Trời ơi, bộ cái đuôi kìa. Con này có 2 kg à. Ha. Ký mấy à? Bộ cái đuôi á kìa. Chút xíu nữa lọt trong này. Đừng. Ê ê. Có 2 kg à. Nè. Rồi. Để mình xử lý gai nó cái. Trong dây này sao nó dễ vuột quá hả? Thôi để về nhà cắt gai nó. Cắt gai sớm nó chết. Chân lùi vậy. Để kéo ra cái. Trong dây nó chân lùi à, nó dễ vuột lắm. Còn cái chắc đây. Quá trời cá ngon trời. Cá này trên 2 kg. Rồi, đi mò tiếp. Cái gì vậy ta? Gì? Hàng còn lá không? Nó có thể cái hàng nữa nha. Đi mò cái. Đây là cái máy này mò của mình đi. Cái gì? Mình đang mò kiếm hàng cái. Để mình ra làm phụ. Con bậu chân kỹ con nhóc nhỏ. Khó tính hơn. Lâm hết trơn nè. Dạ. Bầu lâm trơn. Hàng hàng cái. Cái gì? Hàng hàng cái. Đậu hàng đâu? Nè, dọ nè. Nó trong đó, nó chỗ vô đó, nó bầu. Ai cọc gậu trời. Ai cọc gậu hẳn còn nguyên mà. Trong này nó bầu trong này nè. Hàng này đứng mà không Vũ? Đứng mà nó đó. Đây nè, chỗ đây nè mà. Vậy hàng này hai cái hả? Ừ, hàng cái. Thì chùm nó hai chùm hẳn này hả? Chùm hai vật hả, một vật? Chừng hai mắt ngoài đất mềm quá nha. Chỗ đó ngắt cái chuyện. Hai mắt hả? Đó là chỗ đó. Đó. Không. Nè, đâu rồi? Đâu rồi? Đó. Đây. Ồ, cá này bự nha. Ở cái hàng này khó tính nữa nè. Mò kỹ rồi coi. Hai ngọn lắm. Dài như hàng mãi vậy. Sao nó chỗ đúng vậy ta? Dài. Sao nó chỗ hai cái khuẩn vậy? Nó dài như cái hàng nãy. Ở ngoài nó bít nè.
Ừ, cái hàng ngon vậy không có cá. Thôi, cái hàng khác. Thuộc ra ra gác luôn phải không? Thôi thì kiếm hàng khác. Hàng ngon vậy không có cá. Rồi bây giờ nước cũng lớn rồi, mình đi về cả nhà ơi. Để mình về tới nhà rồi mình quay thành quả cho cả nhà xem nha. Hôm nay được có một con rồi cả nhà. Thì cá cũng khá bự à. Cá đầu mùa cứ được con cũng hay lắm rồi. Rồi để mình về tới nhà rồi mình sẽ con cá cho cả nhà xem nha. Rồi mình về tới bến này cả nhà. Đây con cá này. Đem bỏ cái giặc ra ngoài. Rồi. Cá quá ngon luôn. Cá là trên 2 kg cả nhà. Rồi. Để sắp tới vậy. Cá này là nóc canh chua là hết sảy. Rồi mình cũng xin kết thúc video đây luôn cả nhà. Hẹn cả nhà clip tiếp theo nha.